Bán chim không? Có. Bán con nào? Á? Bán sợi. Bán con nào? Bán con gì? Con 500.000 nha. Á? Dạ. Ý, cắm đầu. Con này nhìn nó đi nó cứ bồng bềnh vậy. Đoạn này đi nó cứ bồng bềnh. Đường bé bé chả biết gặt luôn không chả biết.
quay sướng. Dạ. Dạ. À con đấy nó quay 4K kèm đó. 4K nhưng về mình vẫn chỉnh MV4 rồi. Không, nó bắt đầu quay MV4, ý là cái độ phân giải 1280 với máy lắm. 720 nó là 7 full HD, HD full HD. Con này lại phải đầu tư con máy tính 4K, lại phải đầu tư máy tính khủng. Không, nếu anh quay tốt anh 30-40 triệu. Anh quay tốt anh không phải dần dựng thì đương nhiên là kiểu gì vẫn phải áp luôn xảo hết. Máy như thế thì không cần phải chỉnh sửa gì cả. Quay em gái áp luôn. Áp luôn. Vậy chỉ cắt bớt hay là thêm mà bớt. Đúng rồi, thêm ấy bảo này. Còn máy xịn như thế thì thôi. Cho máy đi, cô kéo gần thấu đi. Bắn mình cho sẵn cho lên xe là về rồi. Thế nên là nhiều khi
Qua nhấn đúng luôn đấy. Ơi, tại thủ, ta này cái chuột phết à, ta này chuột phết rồi, tới rồi, chuột phết.